chúng ta sẽ cùng tiếp tục cà phê ngày mới với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết là đang phối hợp với các đơn vị triển khai những cái phần việc liên quan để khi nhận được hướng dẫn từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kịp thời chi trả tiền hỗ trợ từ một tháng thuê nhà cho gần một triệu người lao động trên địa bàn của tỉnh. Theo đó thì trong lúc chờ hướng dẫn từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì Sở đã chuẩn bị một số những bước cơ bản như là làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống kê danh sách bước đầu, làm việc với Sở Tài chính để nắm ngân sách, đồng thời thông báo đến các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp để ra soát danh sách từng lao động. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã soạn thảo những cái bước cơ bản để hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua. Khi có hướng dẫn chi tiết sẽ triển khai nhanh và đúng theo quy định để người lao động sớm nhận được tiền hỗ trợ.